khi đi khám bệnh, bệnh nhân phải đi xin giấy chuyển viện là rất phiền toái, rất mất thời gian, rất mệt mỏi. Và tôi nghĩ lần sửa đổi luật bảo hiểm y tế sắp đến là phải sửa đổi để người có bảo hiểm y tế muốn khám chữa bệnh ở đâu cũng được. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, nghiên cứu báo cáo 658 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở mục 4 là mục về y tế giáo dục, trang 89 có viết: Bộ Y tế đã trả lời kiến nghị cử tri các địa phương về một số nội dung như bổ sung thêm loại thuốc và danh mục bảo hiểm y tế, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, phương tiện, vật tư y tế tại các bệnh viện, rồi các chế độ tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức y tế, quản lý điều trị người tâm thần, tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi cơ bản đồng ý với báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, xin đánh giá rất cao sự nỗ lực của Bộ Y tế, của cá nhân đồng chí Bộ trưởng trong việc giải quyết những vấn đề nóng và khó đó cho cử tri, cho nhân dân. Để có kết quả tốt ở các nội dung trên, tôi xin phép chuyển đến Quốc hội một số ý kiến của cử tri như sau. Một, cán bộ dân số nói chung, đặc biệt là cán bộ dân số cơ sở, họ đã có rất nhiều thiệt thòi, nhất là thời gian chống dịch COVID-19. Nay, Bộ Y tế đã có công văn số 5492 về việc chuyển ngạch và phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ dân số. Đó là một việc làm tương đối kịp thời. Tuy nhiên, đề nghị Bộ Y tế kiểm tra và đôn đốc các sở y tế để thực hiện nghiêm túc và xin báo cáo với đồng chí Bộ trưởng. Hiện nay vẫn có một số sở y tế chưa thực hiện theo kỳ thông tư này. Hai, về việc vẫn còn hiện tượng để thiếu thuốc, vật tư y tế cục bộ tại các bệnh viện công lập ở một số tỉnh thành. Hiện tượng này đã được đề cập nhiều trong các báo cáo và các ý kiến ngay trong các buổi thảo luận và chất vấn của ngay trong kỳ họp thứ 6 này ở đợt đầu. Chúng tôi được biết Bộ Y tế đã rất cố gắng để giải quyết bằng cách đã có được các văn bản pháp lý cần thiết nhằm mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Vậy, đề nghị các tỉnh thành, địa phương đôn đốc kiểm tra để tổ chức mua sắm cho được, cho đủ và cho đúng. Xin đừng để tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư khám chữa bệnh kéo dài thêm nữa. Và tôi cũng xin nói luôn, tôi cập nhật trong mấy ngày vừa qua thì tình trạng này vẫn còn xảy ra, cũng tương đối phổ biến. Ba, về bảo hiểm y tế thì cử tri xin có một số ý kiến như sau. Cử tri có ý kiến rất nhiều về việc khi đi khám bệnh, bệnh nhân phải đi xin giấy chuyển viện là rất phiền toái, rất mất thời gian, rất mệt mỏi. Trong điều kiện công nghệ thông tin tiến bộ như hiện nay, khi liên thông các kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh đã khá thông như bây giờ, khi đã có đến trên 93% dân số Việt Nam đã có bảo hiểm y tế rồi, thì việc có cái barrier đi xin giấy chuyển viện là rất nên phải bãi bỏ. Cần đẩy mạnh tiến trình thông tuyến hơn nữa, thực chất hơn nữa. Và tôi nghĩ lần sửa đổi luật bảo hiểm y tế sắp đến là phải sửa đổi để người có bảo hiểm y tế muốn khám chữa bệnh ở đâu cũng được, phù hợp với tình trạng bệnh tật, chất lượng khám chữa bệnh, thời gian đi lại, điều kiện chăm sóc của người có bảo hiểm y tế. Phải coi đây là nội dung sửa đổi quan trọng nhất trong cái lần sửa đổi này. Ý nữa là nói về tổng mức thanh toán, tức là giới hạn chi quỹ bảo hiểm y tế của cơ sở khám chữa bệnh trong thời gian một năm đã được điều chỉnh bằng Nghị định 75 ngày 19 tháng 10 năm 2023, nghĩa là rất mới, là các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán theo nhu cầu thực tế, tức là cơ sở khám chữa bệnh cung cấp dịch vụ nào, thuộc hóa chất, vật tư gì thì sẽ được thanh toán thứ đó. Thay mặt bệnh nhân, thay mặt cử tri và cán bộ y tế, cho tôi được cảm ơn Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành Nghị định 75 này để chấm dứt một rào cản gây phiền hòa hà công tác khám chữa bệnh dùng dằng kéo dài mấy năm đã qua.
Nhân đây, tôi mong muốn Bộ Y tế, các sở y tế, các cơ sở khám chữa bệnh và các cử tri nữa theo dõi, giám sát, thúc đẩy để nội dung Nghị định 75 này được triển khai thực chất, không bị biến tướng trong thực tiễn. Một ý nữa là về việc bổ sung thêm loại thuốc và danh mục thuốc bảo hiểm y tế, tôi xin có hai ý kiến. Cử tri xin có hai ý kiến. Đề nghị các bệnh lý nam khoa mà đã được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào phân loại bệnh tật quốc tế ICD-11 thì phải được bảo hiểm y tế thanh toán thuốc. Mặt nữa, dịp sửa đổi luật bảo hiểm y tế sắp đến, xin lưu ý danh mục thuốc được bảo hiểm y tế thanh toán này vì điều trị bằng thuốc gì, bằng phác đồ nào là do bác sĩ, là do căn cứ vào bệnh tật, tình trạng, mức độ bệnh tùy thuộc vào trình độ, kinh nghiệm, khả năng cập nhật, tiến bộ y học thế giới nhằm đạt kết quả tốt nhất cho người bệnh. Danh mục thuốc đó và cả các phác đồ điều trị đó là để cho ngành y, gồm cơ sở y tế, Bộ Y tế quyết định và sử dụng. Bệnh nhân dùng thuốc gì, sử dụng phác đồ nào, nếu đúng, nghiêm túc và hiệu quả thì bảo hiểm y tế thanh toán đúng như vậy. Xin đừng có cái danh sách thuốc được bảo hiểm y tế thanh toán nữa. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Sau đây xin mời Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu, nhất là xung quanh cái việc thanh toán nợ để thanh toán thuốc và kinh phí đấy. Đây là nguyên tắc của nó là ứng trước để thanh quyết toán theo nguyên tắc thực chi thực thanh. Và hiện nay thì cũng có thông tin là còn khoảng 7.000 nữa, không phải là nợ, mà là không đủ điều kiện để thanh quyết toán. Đề nghị Bộ trưởng làm rõ những cái, trong chỉ có 4 nội dung thì có 12 phút. Dạ vâng ạ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa cử tri và nhân dân cả nước. Về phía Bộ Y tế thì chúng tôi rất là trân trọng, cảm ơn ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, cũng như là ý kiến kiến nghị của cử tri cả nước. Và về phía Bộ Y tế, chúng tôi xác định cái việc mà tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri cả nước là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Và báo cáo với Quốc hội là tôi trực tiếp chỉ đạo nội dung này và cũng đã nhiều lần tham dự các kỳ họp của trưởng ban dân nguyện liên quan đến việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng trong thời gian tới, vì lĩnh vực y tế là cũng là một trong lĩnh vực mà có cái số lượng kiến nghị cử tri rất là nhiều, nhiều nhất nằm trong cái top đầu. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là đẩy nhanh cái tiến độ giải quyết này trong cái thời gian tới. Đối với các cái nội dung trong ngày hôm nay thì báo cáo là về phía Bộ Y tế có 6 câu hỏi, 6 cái nội dung kiến nghị. Vấn đề thứ nhất thì chúng tôi xin được phép báo cáo như sau. Vấn đề thứ nhất là vấn đề liên quan đến chính sách đối với cán bộ dân số. Thì báo cáo với Quốc hội và cử tri liên quan tới việc triển khai thực hiện kết luận số 25 của Bộ Chính trị, thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05 năm 2023 về việc triển khai thực hiện các cái chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cả cán bộ làm công tác y tế dự phòng. Tuy nhiên thì trong cái quá trình triển khai thực hiện thì cán bộ y tế làm công tác dân số thì không nằm trong cái đối tượng triển khai của Nghị định 05 này. Thế và trong cái thời gian đó thì về phía Bộ Y tế cũng liên tục nhận được kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề về chế độ chính sách đối với cán bộ dân số. Thì đối với nội dung này thì chúng tôi cũng đã trực tiếp cử các đoàn xuống công tác tại các địa phương để nắm bắt tình hình. Thế và cũng đã có văn bản 5492 tháng 8 năm 2023 gửi cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh về việc rà soát lại việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ dân số. Bởi vì cán bộ dân số thì nhiệm vụ chính của họ là làm chính sách dân số theo các cái quy định của pháp lệnh dân số. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì vấn đề triển khai thực hiện chế độ chính sách ở địa phương thì cũng đã nhiều nơi bố trí cán bộ dân số làm các cái nhiệm vụ y tế khác nhưng không được hưởng các cái chế độ phụ cấp theo quy định. Thì Bộ cũng đã có cái văn bản đề nghị Ủy ban dân các tỉnh rà soát lại làm sao đảm bảo được đúng vị trí việc làm, đúng chức danh, và nếu mà trong trường hợp mà phải thực hiện các cái nhiệm vụ y tế khác thì phải đảm bảo phụ cấp cho đội ngũ này. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đề nghị là sắp tới thì triển khai thực hiện cái chế độ chính sách tiền lương thì cũng đề nghị các cơ quan ban ngành quan tâm tới chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng, trong đó có cái đội ngũ làm công tác dân số, và cũng làm sao mà đảm bảo được cái mức phụ cấp cao nhất theo quy định để đảm bảo cho đội ngũ y tế có điều kiện làm việc. Nội dung thứ hai là liên quan đến vấn đề thiếu thuốc. Thì cái này, nội dung này thì cũng đã nhiều lần Bộ Y tế được trân trọng báo cáo với Quốc hội và nhân dân cả nước rồi. Thế chúng tôi tóm lại có mấy việc như thế này. Thì do cái việc mà trong quá trình triển khai thực hiện việc đảm bảo thuốc và tư y tế, đặc biệt là cái sau cái thời gian dịch Covid-19, thì nó có mấy cái nguyên nhân như hôm nay đại biểu Hoàng cũng đã nói, là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.
Về nguyên nhân liên quan đến chế độ chính sách thì có thể nói chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ rất là nhiều để tháo gỡ về mặt cơ chế chính sách. Và tôi có thể khẳng định rằng tại thời điểm này thì chắc là ngành y tế là một trong những ngành được ưu tiên nhất liên quan đến các cơ chế chính sách để mà tháo gỡ vấn đề thuốc vật tư y tế. Ví dụ như là các đơn vị khác khi mà triển khai thực hiện mua sắm vẫn phải đảm bảo 3 báo giá, thì riêng ngành y tế đã có những quy định tháo gỡ là chỉ cần có một báo giá, nếu mà trong trường hợp cần thiết thì vẫn đảm bảo được cái việc mua sắm. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề giá thấp nhất thì đã có văn bản tháo gỡ là trong trường hợp cần thiết, nếu mà cái vật tư y tế đó mà không phải là giá thấp nhất thì ngành y tế vẫn có thể được mua nếu được hội đồng khoa học đảm nhận và làm rõ được các nội dung. Thì chúng tôi nghĩ rằng là rồi luật đấu thầu thì hiện nay cũng đưa được rất nhiều các cái nội dung của mua sắm đặc thù cho ngành y tế vào nội dung này. Thì có thể nói là với những cái nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ kể cả về mặt nguồn cung thuốc và trang thiết bị vật tư y tế, thì chúng tôi nghĩ rằng là nguồn cung đã được tháo rồi, cơ chế chính sách mua sắm đã được tháo rồi. Thế tại sao thì chúng ta vẫn còn thiếu? Và đây là một trong câu hỏi mà chúng tôi cũng vừa nhận được ý kiến của đại biểu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì thực chất vấn đề này nó ở chỗ nào? Thì báo cáo các đồng chí là hiện nay ấy, thì vấn đề mua thuốc như tôi đã báo cáo là nó có 3 nơi đảm nhận. Một là về phía Bộ Y tế mua cho cái vấn đề đấu thầu tập trung cấp quốc gia, chỉ chiếm độ khoảng từ 16 đến 18% tổng số. Còn lại là đấu thầu tập trung cấp tỉnh và các cơ sở trực tiếp chủ động mua sắm cho mình. Thì trong quá trình làm thì chúng tôi thấy là tại sao cơ chế chính sách đã tháo gỡ rồi nhưng mà còn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Thì về phía Bộ, chúng tôi tháng 8, tháng 10 liên tục có các văn bản đề nghị các nơi tổng hợp lại những vấn đề còn vướng mắc để Bộ tiếp tục trình các cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Tuy nhiên thì chúng tôi nắm được thì có mấy cái việc như thế này. Cái thứ nhất là đúng như là đại biểu Hoàng nói là cũng do cái việc mà triển khai thực tế ở địa phương, cũng rất nhiều cơ sở là giao cho các cái đơn vị mà làm cái nhiệm vụ đấu thầu. Anh em thì toàn là chính sách là bác sĩ thôi, chúng không hiểu rõ được về cơ chế mua sắm như thế nào. Thành ra trong quá trình làm thì cũng còn lúng túng. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề phân cấp phân quyền. Ví dụ như Bộ chúng tôi là phân cấp toàn diện cho các cơ sở thuộc Bộ là đảm bảo với việc mua sắm. Nhưng mà thực tế ở dưới địa phương thì cũng có nơi các cơ sở y tế chỉ được đảm bảo mua được trong vòng 100 triệu. Trên 100 triệu là phải trình qua Sở Y tế, qua Sở Tài chính và lên Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Chính vì vậy cái quy trình này nó cũng rất là lâu. Chúng tôi cũng rất là mong là các tỉnh rà soát lại các cái quy định này, đảm bảo làm sao vừa quản lý được nhưng vẫn đảm bảo được trao quyền cho các đơn vị trong cái quá trình triển khai thực hiện, tránh cái việc thủ tục nó cũng rất là phiền hà. Thì đấy là nội dung thứ hai. Thế và đối với nội dung thứ ba thì chúng tôi cũng đề nghị đó là liên quan đến câu hỏi của đại biểu Chí liên quan đến vấn đề chuyển viện. Thì riêng đối với vấn đề chuyển viện thì cái này thì các đồng chí ở trong ngành y tế thì cũng biết giải quyết cái vấn đề giảm cái thủ tục phiền hà cho người dân, nhưng mà chúng ta cũng đồng thời phải đảm bảo được cái sự bền vững của hệ thống y tế cũng như là cái việc tránh cái quá tải dồn lên ở một cấp nào đó. Và cái vấn đề giải quyết cái bài toán quá tải thì cũng đã qua nhiều đời bộ trưởng là đã phải giải trình cái vấn đề này rồi. Thì trong thời gian vừa qua cái việc mà chúng ta triển thực hiện cái vấn đề luật khám chữa bệnh từ năm 2009 hiện nay và bây giờ là luật khám chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 2024. Thì luật cũ có quy định là dựa trên các cái điều kiện, các cái tiêu chí của các cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ được phân làm 4 cấp chuyên môn kỹ thuật. Thế và luật mới thì sẽ thành 3 cấp. Và đến hiện nay thì chúng tôi cũng xin phép báo cáo là 3 cái cấp này để làm gì? Để đảm bảo được cái điều kiện các cấp nào được khám chữa bệnh ở mức độ nào. Vừa căn cứ vào cái khả năng đáp ứng của cơ sở và cái tình trạng của người bệnh thì bố trí để làm sao đảm bảo được cái phù hợp. Thế và hiện nay thì cái việc mà chuyển tuyến thì từ năm 2014 thì chúng ta thấy rằng là cứ phải chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên tuần tự. Thế nhưng đến năm 2016 thì đã được thông tuyến ở cấp huyện và đến năm 2021 thì đã thông tuyến toàn tỉnh. Thì cái bước mà để chuyển tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thì bây giờ là cũng đã cơ bản được giải quyết. Bây giờ chỉ có cái vấn đề là từ tuyến huyện có đi thẳng lên tuyến trung ương hay không, hoặc là từ tuyến tỉnh người dân có được chuyển trực tiếp lên tuyến trung ương hay không. Thì báo cáo với các quý vị đó là cái việc mà điều chuyển tuyến này thì đã đảm bảo làm sao mà đáp ứng được yêu cầu chữa bệnh cho người dân nhưng cũng đảm bảo được cái vấn đề phù hợp với các cái khả năng chữa bệnh ở từng tuyến. Và cái thứ ba nữa là đảm bảo được tránh cái quá tải dồn hết lên trên tuyến trên. Chính vì vậy thì hiện nay chuyển tuyến được thực hiện thành hai luồng, một là từ tuyến dưới lên tuyến trên nếu cơ sở không đáp ứng được các cái yêu cầu về khám chữa bệnh cho người dân, và cái thứ hai là từ tuyến trên xuống tuyến dưới khi mà đã cơ bản
cái tình trạng bệnh tật ổn định rồi thì chuyển về tuyến dưới để đảm bảo tiếp tục cái công tác điều trị lâu dài. Thì chúng tôi nghĩ là cái việc này thì nó cũng là hoàn toàn phù hợp để đảm bảo được cái chất lượng cho công tác khám chữa bệnh và điều trị. Tuy nhiên thì để làm sao mà giảm được cái thủ tục hành chính thì cái này chúng tôi xin tiếp thu, và hiện nay Bộ đang tập trung chỉ đạo cái vấn đề sử dụng cái hình thái chuyển tuyến điện tử và cũng như là cái việc hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử để làm sao mà giảm bớt cái khó khăn thủ tục cho cái người dân. Thì Bộ cũng đang nghiên cứu để mà triển khai thực hiện. Thế còn đó, vấn đề có đảm bảo được cái bỏ cái chuyển tuyến này hay không thì chúng tôi nghĩ là với cái vai trò của cái giấy chuyển tuyến nó cũng rất là cụ thể, ghi rõ được những cái tình trạng lịch sử điều trị cũng như tóm tắt bệnh án vân vân, thì cái việc cái chuyển tuyến này thì nó là giấy hay điện tử thì nó vẫn là cái một cái điều rất là cần thiết. Cái điểm tiếp theo đó là vấn đề về thuốc liên quan đến bảo hiểm y tế, thì cái nội dung này trong cái thảo luận kinh tế xã hội thì về phía Bộ Y tế cũng đã báo cáo rồi. Chúng tôi thấy là để đảm bảo được cái danh mục thuốc cho cái công tác khám chữa bệnh thì ở chúng ta hiện nay thì cái danh mục thuốc bảo hiểm y tế cũng đã được xây dựng và được thường xuyên rà soát sửa đổi. Và đến năm 2024 thì chúng tôi cũng sẽ ban hành cái thông tư rà soát sửa đổi của cái thời gian tới này, làm sao đáp ứng được yêu cầu phục vụ người bệnh và đảm bảo được cái danh mục thuốc đủ để đáp ứng điều trị. Và hiện nay là chúng ta vẫn được đánh giá là một trong nước có cái danh mục thuốc đáp ứng được cái khả năng cung ứng cho người bệnh một cách tốt nhất. Và cái điểm thứ hai là vẫn phải đảm bảo được cái khả năng quản lý của quỹ bảo hiểm y tế. Thì đây là cái việc mà chúng tôi cũng đã có cái báo cáo giải trình rất chi tiết tại cái phiên thảo luận kinh tế xã hội. Tiếp theo nữa là cái vấn đề đôn đốc cái nghị định 75, thì cái này chúng tôi cũng trân trọng báo cáo là đây là một cái điều mà các cái cơ sở y tế rất là mong đợi. Thế và ngay sau khi nghị định được ban hành thì tuần trước Bộ Y tế cũng đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức trực tuyến hướng dẫn triển khai nghị định 75 tới tất cả các cái địa phương theo cái hình thức trực tuyến. Thế và hiện nay thì Bảo hiểm cũng đang tích cực cùng với các cái cơ sở y tế rà soát lại các cái khoản mà còn tồn đọng để mà giải quyết. Hiện nay các cơ sở đang điền các cái bảng biểu để lọc những cái chi phí hợp lý để thanh toán theo quy định. Và cái câu cuối cùng đó là liên quan đến vấn đề vay mượn. Thì báo cáo với cả các vị đại biểu Quốc hội cũng như cử tri, cái vấn đề vay mượn thì chúng ta phải khẳng định một cái việc, đó là trong các quy định về mua sắm đấu thầu là không có cái hình thức vay mượn, vay trước trả tiền sau hoặc vay rồi lại đấu thầu để mà giả lại. Và đặc biệt giả tiết cát thì cũng không để giả bằng cái hình thức hiện vật được. Thế nhưng mà với cái nhu cầu cho cái công tác phòng chống dịch, một cái dịch mà chưa từng có tiền lệ và rất là cấp bách, và cái vấn đề đảm bảo sinh mạng, sức khỏe của người dân là lên trên hết trước hết. Chính vì vậy thì trong thời gian vừa qua là trong thực tiễn có cái vấn đề là các cơ sở y tế có cái hình thức là phải tạm ứng hoặc là vay mượn để làm sao mà đảm bảo được cái nhu cầu chữa bệnh cũng như là cái vấn đề xét nghiệm. Thế và đến thời điểm này thì nghị quyết 99 của Quốc hội thì cũng đã cho phép là giao cho chính phủ để xây dựng cố gắng sớm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ giải quyết được cái tình trạng là cái vấn đề giải quyết cái vấn đề vay mượn ở các cơ sở y tế như thế nào. Thế và đây cũng báo cáo với các đại biểu Quốc hội, đó là một cái việc có thể nói là rất là khó. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với Ủy ban dân các tỉnh về triển khai thực hiện cái nhiệm vụ này. Bộ Y tế đã có 2 công văn gửi Ủy ban dân các tỉnh đề nghị các tỉnh báo cáo về thực trạng tình hình vay mượn của cái địa phương cũng như là của các cơ sở y tế như thế nào. Thì đến nay thì Bộ Y tế đã thống kê được của 48 địa phương và của 7 bộ ngành cũng như là các cơ sở y tế thuộc bộ, thì hiện nay cái số mà vay mượn mà theo cái số báo cáo chính thức mà chúng tôi đang nắm được là 1.693 tỷ, trong đó là vay mượn về mặt thuốc men rồi sinh phẩm thì khoảng là 754 tỷ, và về vấn đề kit kết xét nghiệm thì nó là khoảng 939 tỷ. Thì trên cơ sở này thì chúng tôi mới lọc ra, phân loại ra là các cái hình thức vay mượn nó là kiểu gì. Nó là vay đã có hợp đồng đấu thầu rồi, hay là đã được đàm phán giá rồi, hoặc là còn chưa có một cái gì cả, để từ đó để xây dựng cái phương án xử lý cho nó triệt để. Thì hiện nay thì Bộ cũng đang giao cho các đơn vị của Bộ để xây dựng các phương án. Và với cái tinh thần mà chúng tôi cũng lường trước được, thì cái vấn đề này do chưa có quy định ở trong luật pháp thì chắc chắn là Chính phủ cũng sẽ phải báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho cái cơ chế để xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế cũng như là giải quyết cái vấn đề lâu dài. Thế và một cái điểm nữa thì chúng tôi cũng báo cáo là trong luật khám chữa bệnh sửa đổi thì cũng đã mở dần, cũng có cái hình thức vay mượn ứng trước đối với cả trang thiết bị vật tư y tế, thì các đơn vị cũng đang triển khai hướng dẫn để chúng ta đảm bảo lâu dài. Đây là cái vấn đề mà chúng ta giải quyết những cái vấn đề tồn đọng trước đây. Thì xin phép trân trọng được báo cáo Quốc hội và cử tri nhân dân cả nước. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất.
đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.